con đang theo dõi bản tin thị trường lúa gạo. Bản tin được cập nhật từ nguồn trang điện tử Báo Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA. Những thông tin dự báo về thị trường lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được cập nhật và chuyển đến bà con vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2023, thị trường trong nước có xu hướng đi ngang. Giá lúa tươi tại ruộng ít biến động, giao dịch lúa mới lai rai. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết xấu cục bộ ở một số khu vực nên việc thu hoạch bà con gặp chút khó khăn, nhưng đáng mừng là không ảnh hưởng đến chất lượng. Với mặt hàng gạo, trong tháng 11, giá gạo trong nước có xu hướng tăng giảm đan xen giữa các tuần. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa bà con, trong phiên dịch cuối tuần, giá lúa tươi các loại tại ruộng giữ ổn định. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, lúa đông xuân 2023-2024, toàn vùng đã thu hoạch trên 400.000 ha, dự báo sẽ thu hoạch rộ vào tháng 1 năm 2024. Với giá lúa tươi tại ruộng cập nhật tại các vựa lúa lớn thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Kiên Giang và một phần tỉnh Đồng Tháp, giá lúa tươi vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, OM5451 ở mức 9.000 đến 9.200 đồng một ký, IR50404 duy trì ổn định ở mức 8.900 đến 9.000 đồng một ký, OM18 ở mức 9.100 đến 9.200 đồng một ký, OM380 dao động quanh mốc 8.600 đến 8.900 đồng một ký. Đài Thơm 8 có giá từ 9.200 đến 9.500 đồng một ký, nàng hoa chính có giá từ 9.100 đến 9.500 đồng một ký, RVT dao động từ 8.600 đến 8.900 đồng một ký, OM4900 có giá từ 8.800 đến 8.900 đồng một ký, OM34 ở mức 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Tương tự với mặt hàng lúa nếp, tuần này giao dịch khá chậm, giá lúa nếp vào cuối tuần quay đầu sụt lại so với mức giá cuối tuần trước, nguồn cung lúa nếp Long An có ít. Cụ thể, nếp Long An khô ổn định quanh mức 9.400 đến 9.800 đồng một ký, nếp Long An khô ở mức 9.400 đến 9.800 đồng một ký, nếp Long An tươi dao động từ 7.700 đến 7.950 đồng một ký, nếp An Giang tươi có giá từ 7.000 đến 7.250 đồng một ký. Riêng tại khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ, giá lúa tươi cuối tuần này ít biến động. Đáng chú ý, sau khi thông tin gạo XT25 của Việt Nam chính thức đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới đã tác động tích cực đến giá lúa tươi tại ruộng. Cụ thể, giá thương lái bỏ cọc tăng thêm 100 đồng đến 200 đồng một ký tùy khu vực, cụ thể như sau. XT24 có giá từ 9.700 đến 9.900 đồng một ký, XT25 dao động từ 9.500 đến 9.700 đồng một ký, lúa Jasmine có giá từ 8.400 đến 8.600 đồng một ký, OM18 dao động từ 9.400 đến 9.600 đồng một ký, lúa Tài Nguyên có giá từ 8.700 đến 8.900 đồng một ký, VNR20 dao động từ 8.600 đến 8.800 đồng một ký, lúa DX1 cũng 8.200 đến 8.400 đồng một ký, RVT có giá từ 8.600 đến 8.900 đồng một ký, Đài Thơm 8 ở mức 9.500 đến 9.600 đồng một ký. Nhìn chung, ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo hôm nay ít biến động, giao dịch bất ngờ chậm lại do thời tiết xấu khiến thương lái thu lúa chậm. Tổng kết tháng 11, giá lúa gạo trong nước có xu hướng tăng giảm đan xen giữa các tuần, tuy nhiên xu hướng chung là giá tăng so với tháng 10, đặc biệt là tăng cao đối với mặt hàng lúa. Trong đó, giá lúa thường cao nhất tại ruộng lên mức 8.950 đồng một ký, cao hơn 300 đồng một ký so với tháng trước. Giá bình quân là 8.875 đồng một ký, tăng 368 đồng một ký so với tháng trước. Và giá lúa thường cao nhất tại kho được bán với giá 10.800 đồng một ký và giá bình quân là 10.113 đồng một ký, cao hơn cùng kỳ tháng 10 từ 3. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong một năm giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Bà con cũng lưu ý, hiện giá lúa tươi liên tục biến động nên sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương và chủng loại lúa. Đến đây thông tin thị trường lúa gạo cũng kết thúc. Bà con đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bà con cũng có thể chia sẻ thông tin tại khu vực của mình bằng cách bình luận trực tiếp vào bên dưới video. Kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.